Dình Nghiệt Long đặng cứu Dương Trần. Nghiệt Long là con long ác nghiệt đó, cho quý vị nghe, để quý vị nói không có nha. Không có. Rồi cái hầm ở trên Thái Sơn cái chảnh nuôi ai, nuôi rùa hay gì mà quý vị nói không có. Nên ra đời dạy dỗ ăn cần, khuyên bá tánh dặn dân liệu lấy. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mãi sau mới dòm thấy bay hồn. Mai sau là để tôi nói cho quý vị nghe nè, quý vị chạy giặt miên nè, rồi cơm đâu quý vị ăn, nhà đâu quý vị ở, rồi nào là chết chóc nè, rồi nào là hạn hán 3 năm, nó lúc đó là quý vị mới thấy bay hồn nè. Chứ giờ chưa đầu mới trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, là cái lúc đó là trừ cái tụi tà gian hết trơn, là chỉ còn thiện là mới tồn thôi nha quý vị. Cảnh sông máu núi xương tha thiết, trần giới thế bây giờ nào biết, bây giờ đâu ai biết gì đâu. Nói vậy thôi không ai biết gì trơn ha, không tin không biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường vậy thôi, sao danh thể mới xạ hương khắp chốn. Người nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn, lo ăn xài trà rượu sình sàng, chừng khổ não phàn nàn căn số. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Còn ngoài ra đó thì ở đây Robert Thành có cho giống như là chân dung thầy, hình thầy, củ quyền này kia đó quý vị đầy đủ hết. Hình thầy thì nếu quý vị mà muốn mà theo kích cỡ của gia đình mình đó thì quý vị cứ đặt Robert Thành ha, Robert Thành sẽ gửi cho quý vị. Còn nếu mà quý vị mà ai mà bị đa xương khớp thì nên nghe cái chuyện này rất là hay luôn. Đa xương khớp giống như cha mẹ quý vị đó cũng bị, hay là quý vị bị đó, thường thường đó thì Robert Thành được biết đó là cỡ chừng 30 mấy 40 thôi là bà con đã có dấu hiệu là xương khớp rồi đó quý vị. Do thứ nhất là mình đi làm công nhân nặng này kia, còn Quốc Thành đó là mới có 20 mấy tuổi 30 tuổi thôi, nhưng mà Quốc Thành bị một căn bệnh rất là như là hầu như là ai là cũng tuổi Quốc Thành cũng bị hết, đó là thằng kinh tọ quý vị. Thằng kinh tọ này là lúc trước Quốc Thành không có biết, nhưng mà sau khi mà bị rồi đó mình uống hết đó mình mới biết được. Thằng kinh tọ đó, nó bị từ xương sống này, nó bị xuống dưới, nó cái giò dưới đó, nó nhức hoài đó quý vị, nó nhức bực, nó nhức ở trong, nó nhức ra, nó nhức kỳ lắm, giống như là mình đang là điều khiển cái bắp thịt của mình vậy đó, nhức kỳ lắm. Nhức một thời gian nó nhức được đâu gần nửa năm vậy đó, là Quốc Thành bị nửa năm. Khi mà cứ vợ xong là bị, xong mà cái Quốc Thành nó uống cái cặp thuốc này quý vị, đó cặp thuốc này, cặp thuốc này đó là chuyên trị về đa xương khớp, dành cho những người già, trẻ cũng được, già cũng được, ai cũng được hết. Nhưng mà chị là không có uống dành cho những người mà những trẻ em mà từ 14 tuổi trở xuống nha quý vị. Đó, xương khớp này nó cũng mạnh đó, bởi vì nó không có dành cho trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. À, nhưng mà theo Quốc Thành thì 14 tuổi trở xuống đâu bị xương khớp đâu mà uống cái gì, mới bị làm biến á. Rồi bây giờ đó thì Quốc Thành sẽ chỉ quý vị cách uống và cái phần thuốc này bao nhiêu tiền và tổng cộng là bao nhiêu. Một cặp này đó là nó 350.000 nó chỉ đa xương khớp. Nếu mà bà con á, mà ai mà chưa có mà biết Quốc Thành ở trên mạng đó thì cứ coi thuốc, coi video xong, giới thiệu xong có thể mua tham khảo 7 ngày. Nếu bà con chưa tin tưởng nữa, Quốc Thành sẽ để quý vị uống trong vòng 7 ngày Quốc Thành mới lấy tiền. Quý vị thấy không? Uống trong vòng 7 ngày Quốc Thành mới lấy tiền. Đó. Uống xong thấy hiệu quả gỡ tiền Quốc Thành, không thấy hiệu quả gỡ thuốc lại trả Quốc Thành cũng được luôn quý vị. Còn nếu ai mà thấy bình thường mà uống rồi đó, được rồi đó thì cứ dùng. Quận Lãnh xin chào cô bác anh chị em đồng đạo trong nước và ngoài nước kính mến. Để bữa nay Nguyễn Lãnh lên cái đề này nhắc lại một khúc Đức Thích Ca Mâu Ni hồi xưa Ngài đắc quả tại gốc Bồ Đề và bị mấy con ma dương phá như thế nào. Rồi Nguyễn Lãnh sẽ nhắc lại nguyên văn của cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Rồi quý vị chú ý theo dõi nha, bởi vì cái quyển tư này Đức Thầy đã nói trắng, quyết dạy trần nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Thì mấy cái khúc nào mà nó hơi khó khó đó Nguyễn Lãnh sở sở ra cho quý vị thấy nha, còn cái khúc nào trắng thì thôi.
Cho nên nhắc lại khi mà Đức Thích Ca hồi xưa mà Ngài thành đạo tại gốc Bồ Đề thì mấy con ma dương nó lại nó phá không được. Cho nên nó mới quỳ xuống, nó xin làm đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà nó nói rằng là tôi làm đệ tử ông chứ tôi không có tu nha. Là vì đời mạt pháp sau này tôi sẽ phá cái đạo ông và phá đệ tử ông cho bằng được, chứ tôi không có tu nha. Nói rành. Cho nên ngày hôm nay đúng cái thời kỳ mạt pháp, Đức Thầy ra đời để đốt lên cái ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành đặng dắt lại Phật đường. Rồi thương dân hiền mới giáo đạo Nam Phương, đặng chỉ ngõ làm lành lánh dữ. Chỉ mới sách thánh đạo, đạo ghi trong Tam Tự, người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên mới tập nhiễm lợi danh, nên tật xấu mới che mờ thiện tánh. Rồi thiếu giáo dục đức, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa, mặt tình đời mới dèm xiểm ghét ưa, rừng kinh kệ ít người hay chữ. Quá mắt mỏ bởi chân phạm ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra mỏ chuông bài. Bởi vì cái mỏ chuông này đó là của thằng Tú. Mỏ chuông bài mới đọc tụng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Không ai hiểu được cái nghĩa với cái lý sao, cứ lóc cốc lan can, lóc cốc lan can rằng ăn tiền vậy thôi. Ngoài ra ai chết ai kệ ai, ai sao kệ ai, miễn lóc cốc lan can rồi qua giờ ăn tiền vậy rồi. Dòm trước mắt mới thấy điều hồ mị, nên động tình mới bác ái dạy răng. Rồi réo những ai làm sằng, cho suy sụp chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi dắt nhau đến chỗ dạy ngay. Bởi vì cái thằng mù dắt thằng đuôi, mây đen phủ bích là tất nhiên thằng mù nó dẫn thằng đuôi. Hai này thằng mù đuôi rồi chứ đi tới đâu. Lấy tinh thần mới hiệp dáng ngút mây trong bổn đạo. Kể từ đây sắp tới nha quý vị, trong bổn đạo tự thân phải xử. Tự mình xử lấy mình nha. Xuống dương thế với dạo trong lê thứ, thấy bá gia gặp lúc não nùng, cảnh trần gian nhiều nỗi lao lung, việc tu tỉnh ít người hiểu lý. Quý vị nên nhớ câu này nha. Cái sự tu bây giờ ít có người nào hiểu lý lắm. Cho nên quý vị mình nên ráng nghiên cứu lại mấy cái câu này nha. Tu mà không hiểu gì trơn rồi ai nói sao nghe vậy. Trong bá tánh muốn nơi cao quý, phải chi tầm, phải chi tầm quyền bí nơi cơ. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Tạo làm chi những chung với hiếu, ấy là người bổn phận phải trao. Phiên dương trần đừng nệ cằn lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu tóc không cần phải cạo, có nghĩa là tu không có cần cạo đầu. Hết tóc cũng được và để tóc cũng được, không có cần cạo chọc lóc như mấy ông sư. Rồi là chủ yếu là cái tâm thôi, phải đi ngay vào cái tâm chứ không có cần cạo đầu, không có cần bằng áo cà sa gì trơn. Bởi vì cái thời kỳ này tu siết chứ không có tu chậm nữa nha. Kể từ nay mới lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyển. Quý vị thấy cái đời nó biến chuyển chưa? Các chư Phật từ đây mới lựa tiễn, coi ai là đức hạnh hiền từ. Lời sách xưa với cặn thủy chi ngư, cặn sơn lãnh với trần gian chi điểu. Giảng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta
chỉ nẻo được. Quyết dạy rằng nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Bởi vì Đức Thầy nói lời thường không à, biết mình ngu, biết mình ngu cho nên nói lời thường không à, mà cũng không hiểu nổi nữa, chết rồi. Bắt đầu mới trời giông gió, mới sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Là cái đó là cái báo động cho mình biết là đời tận diệt đó nha quý vị. Khuyên dương gian bỏ các diệt tội. Diệt tội là bài ra cúng kiến, bệnh hoạn bài ra cúng kiến để mua chuột lo lót gì đó. Khuyên dương gian mới bỏ các diệt tội, đặng lo liệu cho tròn phận sự. Thấy chẳng thế hãy còn lưỡng lự, muốn tu mà còn hỡi chẳng chờ. Tu đi, phát tâm tu liền đi, đừng có chờ gì nữa, trên tới sát bên lưng rồi. Việc thế gian như thế cuộc cờ, thắng với thối một hai nước tướng. Hiện giờ cái tuần đời giờ cũng như đang quýnh bàn cờ với châu y hay. Chiếu một nước một là thua rồi. Tu liền đi. Nào ai có gạt văn nói bướng. Đức Thầy không có gạt mình đâu, mình đừng có sợ. Mà dương trần cái liệu lượng chất tà. Ta mến yêu những kẻ thiệt thà, nghe cơ giảng với thiết tha lo liệu. Học đạo lý như đàn chúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo. Lũ tam bành trong bụng còn đeo, mà đàn lục tặc ta mau xin dứt. Mình phải mài cái gươm trí của mình á, cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không. Đức Di Đà Phật Tổ ngóng trông, chờ dân chúng tìm nơi diệt khổ. Diệt khổ là làm sao phải diệt ngay cái gốc sanh tử luân hồi. Đừng cho nó sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì nó sanh nó chết, nó sanh nó chết, nó làm hoài vậy rồi hỏi chứ rồi. Khổ hoài vậy sao được. Theo Phật giáo sau này, theo Phật giáo từ kim chí cổ, gốc ông cha ta cũng tu hành, mà ngày nay cứ mãi tranh giành danh với lợi của tiền quyền tước. Cũng danh với lợi không mà quýnh lộn nhau, là quýnh Nga thằng Ukraine nó quýnh mấy năm nay rồi, tới là Trung Đông nó quýnh ngoài nữa, cũng gì cái gì, cũng gì danh lợi không chứ gì. Danh với lợi của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cũng ước, đời sao không tới phút cho rồi. Nay khổ lao mới khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm mới buồn lòng ngơ ngẩn. Vừa làm ác đức nhiều điều quanh quẩn, như gà cồ ăn bẩn cối xây. Thấy người hiền á thì nói đắng nói cay, sao mới biết thằng ai lao khổ. Giờ nói cho đã đi rồi sao mới biết. Nhớ thở trước quay linh Phật Tổ, phép thần thông trừ lũ ma dương. Chốn rừng tòng mới ngồi chịu nắng sương, tìm đạo lý hiến cho trần thế. Hiệu lão sĩ ra đời thực tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần. Khuyên chúng sanh khuya sớm chiên cần, là cúng lại đó nha quý vị. Tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Tứ khổ là sanh lão bệnh tử đó nha. Bệnh với tử từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lầu đài, niệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Kể từ đây sắp tới lo tu tỉnh đi, mặc ai khinh ngạo. Diệt lục căn, đừng nhiễm lục trần. Lục căn là trong cái cơ thể mình, sáu ma nó làm cho mình bị sanh tử luân hồi điên đảo hoài đó nha quý vị. Diệt sáu ma đó. Chữ sắc thinh chứ có hầu gần, mà hương với vị sắc trần nên lánh. Chữ xúc pháp treo gương hiền thánh, chánh sáu đường cũng đặng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà dương thế không lo chẳng liệu. Rồi bắt đầu Đức Thầy mới diễn sáu con ma đó cho quý vị thấy này nha. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh.
mắt với tai đều trọn đẹp xinh, còn cái lỗ mũi thì ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xạ hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mới. Thằng tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tĩnh tâm nào có mấy hồi, mượn chí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đài. Cả tiếng kêu những kẻ chí tài, hãy yên lặng bình tâm suy nghĩ, tiên sử kỹ hậu lai sử quỷ, bắt lỗi người phải xét lỗi mình, vậy mới là đáng bực công bình, nẻo chính trực chí người quân tử. Người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, mà nói với ai chớ có sai lời. Trọng mẹ cha mới kính nể Phật trời, đừng nhiều tiếng nghênh ngang mang lỗi. Cái tánh ngay thẳng ta không dời đổi, bởi vì cái tánh này cái tánh Phật nha quý vị, không có dời đổi cái tánh này nha. Mà cái tánh Phật quý vị không xài, quý vị lấy cái tánh ma xài không à. Tối ngày cứ lường gạt lẫn nhau, muôn sĩ thế thần lẫn nhau, cái đó là cái tánh ma bỏ đi, lấy tánh ngay thẳng đi tới. Ta khùng điên mới nói đại nói càng, chẳng có sợ ai rầy ai mắng, trời còn lúc tối mưa sớm nắng, thì trần gian còn mãi khổ lao, ở trên đời kẻ thấp người cao, kẻ hiền hậu người thời gian ác. Không quen biết mà cao tuổi tác, ta cũng nên kính trọng mới là. Tâm từ bi, sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tánh thiện. Cái tâm từ bi của mình đó là là sánh thể ngọc ngà là nghe nó quý nha quý vị. Mà tại sao cái tâm này quý vị không lấy ra xài, quý vị lấy tặng tâm ma không à? Phải xử thế cho nên bài biện, miệng xảo ngôn thường kiện tấm thân, việc bán buôn phải giữ ngăn căng, chớ tập tánh mà lận lường cháo đấu. Các công cuộc của người tánh xấu, ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Tâm bằng tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh, nên truyền ban cho chúng sanh tường. Tuy ngày nay chúng nó hùng cường, chừng phân định thì ta cao quý. Khuyên bổn đạo mới lập thân nuôi chí. Lập thân là tất nhiên là mình làm tròn cái bổn phận của mình. Nuôi chí là cái chí của mình phải sống với cái đạo nha quý vị, thì có ngày chúng ta sẽ sung sướng. Quá yêu văn mới cạn tỏ nhiều lời, cho trần hạ mới tìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo ngồi đó tính đi, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành, tính không có được, đừng có tính, lo tu đi. Ham công danh nè, rồi quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Cha mẹ khổ rồi tính cho cha mẹ 500 ngàn, mà vàng bữa nay 6 triệu qua ăn chỉ, cho 500 ngàn làm sao mua được chỉ, thiếu rồi sao. Nó ham công danh mới quên chữ sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, tầm tiên là như cái cốc Nguyễn Lãnh này nha quý vị. Kiếm chỗ vắng vẻ ở để mà tầm tiên là mình trao luyện đức lành dồi mài trí tuệ đó. Lánh cái tục, cái tục là gì, cái tục là cái gì nhiễm, phải xa lánh nó đi. Ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, rồi người ở đời phải được lòng trong. Cái lòng trong là cái tâm tốt đó nha quý vị, nhớ cái chỗ đó nha. Biển hồng trần mới sớm gọi cho xong, ngày lập hội mới mong trở lại. Cái biển hồng trần là cái biển danh lợi á, mà quý vị cứ nhào vô đó hoài, rồi ngày lập hội làm sao quý vị trở lại được. Chữ bằng tiện,
thầy kêu mình sống cái cảnh nghèo đi, chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, bằng tiện là nghèo, khuyên dân đừng nại là đừng có ngại, miễn làm sao, miễn cho ta trở lại ngay đàng, miễn làm sao cho mình trở lại được cái đường ngay thẳng thôi. Chữ vinh qua giờ chớ có màng, bởi giả tạm của đời quân hạ, gắn công tu đi rồi sau này xem nhiều phép lạ của thằng tiên trừ lũ ma dương. Nào lụa là lãng nhiễu tố xô, chớ ham mến mà sao lao lý. Bây giờ quý vị ra chợ quý vị thấy đồ đạc tứ sự trên, cái gì quý vị cũng ham trên, thì quý vị khổ. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý 1936 tới nay là nha, cho quý vị hay nha, chứ không phải mới đây đâu nha. Từ từ nó xiết vô, đến năm nay hao hết đã nhiều, các ngoại bang đà nhuộm máu điều, sao trần thế không toan chẳng liệu. Để đến việc gian lưng mà chịu, chớ Phật đâu cứu kịp cho người, khuyên chúng sanh bỏ tánh biến lười, phải xuất sắng làm ăn cần thiết. Quý vị làm biến, quý vị tối ngày quý vị đá gà bao lô hay là nhậu gì đó, không lo mặn, rồi tới chừng đói rồi cái bắt đầu quý vị ghen. Nghèo với đói từ đây sẽ biết, hàng ngoại bang hiện nay đó là nó đang bố thí ta hoài, nên bá gia hãy ráng miệt mài, dầu rách dưới cũng mau cần kịp. Lời ta nói hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ uẩn trong mình. Ngũ uẩn là năm uẩn ở trong mình đó nha quý vị, sắc thọ tưởng hành thức đó nha. Chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tiệt. Chữ gây gỗ là săn hay diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm cái tên này đó là mới được mừng cười nha quý vị. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Vô pháp có nghĩa là không pháp không tướng, không có gì trên, không phải không quấy, không hay không dở gì trên, mới gọi là vô pháp tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng với bốn ma mới đặng an nhàn. Bốn ma là tứ đổ tường nha quý vị. Tủ nhiễm vào mới thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bàn cổ, có ai dùng mà đặng thành tiên, mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp, bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chữ khí hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tấm thân trần thế. Thôi lỡ nói luôn, tội cướp là ai? Xe mình đương chạy nó muốn lấy giờ nào gỡ tay mình lấy, rồi mấy thằng đó mấy thằng cướp đó chứ ai. Kẻ nhất dạ thường sanh bá kế, để gạt người làm thế cho mình, ngày sau này mới lắm nổi tội tình. Sao sanh chúng chẳng lo cải sửa. Rồi tới đây bắt đầu bệnh ôn dịch thường hai ối mửa nè, quý vị chạy không có khỏi cảnh này đâu nha, cho quý vị hay nha. Mà dương trần chẳng chịu kiên dạ, từ qua năm dê mới đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình Nghiệt Long đặng cứu dương trần. Nghiệt Long là ông Năm đó, cho quý vị hay nha, để quý vị nói không có ông Năm nha. Ủa là bây giờ là hiện tại là đang xung sao là nổi nhiều cái cồn lên là sao ông Tư? Cái vấn đề đó thì cũng bình thường thôi chứ không có gì, bởi vì hồi xưa tới giờ thì sông sâu bên lỡ bên bồi thì cồn thì nó cũng nổi hoài, cũng bình thường vậy thôi chứ đâu có gì. Đó, cho nên Đức Thầy đã báo cho mình biết là ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình Nghiệt Long đặng cứu dương trần. Nghiệt Long là con long ác nghiệt đó, cho quý vị nghe, để quý vị nói không có nha. Không có. Rồi cái hầm ở trên Thái Sơn cái chảnh nuôi ai, nuôi rùa hay gì mà quý vị nói không có. Nên ra đời dạy dỗ ăn cần, khuyên bá tánh dặn dân liệu lấy. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau mới dòm thấy bay hồn. Mai sau là để tôi nói cho quý vị nghe nè, quý vị chạy giặt miên nè, rồi cơm đâu quý vị ăn, nhà đâu quý vị ở,
rồi nào là chết chóc nè, rồi nào là hạn hán 3 năm. Nó lúc đó đó quý vị mới thấy bài hồng nữa chứ giờ chưa bắt đầu mới trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, là cái lúc đó là trừ cái tuổi tà gian ở trên là chỉ còn thiện là mới tồn thôi nha quý vị. Cảnh sông máu núi xương tha thiết, chẳng với thế bây giờ nào biết, bây giờ đâu ai biết gì đâu. Nói vậy thôi không ai biết gì trơn ha, không tin không biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tầm thường vậy thôi, sao danh thể mới xả hương khắp chốn. Nhà giàu có xài không sợ tốn, phải để tiền cho kẻ nghèo nàn, lo ăn xài trà rượu xình sàng, chừng khổ não phàn nàn căn số. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Đó, quý vị nào biết tầm thì nữa hưởng nhờ nha, còn không biết tầm là nữa kể như là quý vị ra cho bụi trên thua. Ta phiên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt, bị ngoại quắc bán hàng quá gắt, nên dân ta mới chịu chữ cơ hàng. Ta khùng điên của cải chẳng màng, miễn lê thứ được câu hạnh phúc. Cờ thế giới, quý vị nhớ câu này nha, cờ thế giới ngày nay gần thúc rồi nha, là sát bên lưng rồi nha, nên Phật tiên phải xuống hồng trần, chừng lao sao ác thú non tầng, thì nam quắc lương dân mới biết. Ác thú non tầng này là xin thưa với quý vị, non là núi, tầng là thổ, nguyên danh đó, là cái núi Tà Lân đó. Sau này lệnh của Đức Phật Thầy rồi, nó chạm xuống như dịch thẳng cho quý vị biết nha. Gọi là lao sao ác thú non tầng. Các trần du thiết ít hàng, ai nói chi ta cũng chẳng màng, sao biết đặng dân đừng có tiếc. Con phù du hững hờ nào biết, thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù du. Kệ phiên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con vật ấy. Thì quý vị đeo danh lợi nữa, quý vị chết như mấy mùa hồng vậy đó. Giống xe cát biển đông thường thấy, tên giả tràn rắc uổng công trình. Bởi vì mỗi khi mà tôi đi Hà Tiên đó quý vị biết không, tôi thấy giả tràn mà tôi ngồi mà tôi bắt tắc cười hoài. Mẹ con nó đắp, tha đắp, tha đắp. Mà cái lượng sóng tới bên, bên này còn chừng trăm thước nữa tới rồi mà mẹ con nó ngồi đây đắp. tới chừng lượng sóng nó tràn vô, mẹ con nó chung đâu mất tiêu trên rồi cái im lát cái chung lên đắp nữa. Cho nên Đức Thầy mới dí mình là như con giá tràn xa cát bể đông ấy nha quý vị. Khi nước rồng nhờ lúc bình minh, mà lúc nước lớn cát kia tan rã. Trần phú quý thì trần thông thả, chớ còn ta cứ khổ lao hoài. Viết kệ cơ mới giảng dạy ít bài, mặc lê thứ làm không tự ý. Coi rồi phải nhận cho hiểu lý nha quý vị. Quý vị coi mà quý vị không hiểu lý gì trơn là chết rồi. Câu quyền sâu của kẻ khùng này, quyền là có nghĩa chữ quyền là chữ sâu đó nha quý vị, kèm theo cái chữ sâu là chữ sâu đó, bàn không thể hết được. Bởi chữ khùng của Phật của Thầy, chớ chẳng phải của người lãng trí. Mê với tỉnh nhận ra là lý. Thì cái câu này đó là quý vị mê đó, mê là chúng sanh mà tỉnh là giác là Phật nha. Cho nên là hai câu này nó dính liền nhau này nha. Mê với tỉnh, mê là chúng sanh mà tỉnh là Phật đó. Quý vị nhớ chỗ đó nha. Nhận ra là lý. Cái lý là tất nhiên mình thấy giữa cái mê với cái tỉnh đó là mình biết rồi đó. Thấy dương trần mới ngủ ngoài, ngủ mãi ngủ hoài, ngủ là mê đó. Không thức vậy mà tầm đạo kiếm bài, thức là tỉnh đó nha. Cái nghĩa nó vậy đó. Để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Cho nên mình thức, thức là tỉnh. Tỉnh là tất nhiên là cúng lại ăn chay niệm Phật, lo tu. Sau này tới cái ngày thi cử khỏi mang tiếng rớt. Sách phiến thiện miệng kêu không ngớt, mà nào ai có thức dậy tầm. Ta nghĩ si cũng bắt hổ thầm, nên than thở cùng trần ít tiếng. Rồi cái tâm của mình á, phải sáng suốt như đài nguyệt kiến.
tánh phải trong như nước bích mùa xuân, cái tánh phải tốt nha quý vị, phải trong sạch phải tốt nha, còn không tốt là bỏ mạng đó. Nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão, mắt trong dòng sanh tử luân hồi, xuống diêm đình mới thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Kỳ xả tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chẳng cứ làm nhơ ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng nấy. Cái câu này nè, để tôi chỉ cho quý vị nè, địa ngục cũng tại tâm làm quấy. Quý vị phải dòm ngay cái tâm mình nha. Quý vị không lẽ quý vị làm ác quý vị không biết, mà quý vị làm thiện quý vị cũng không biết nữa sao? Đó. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Rồi tu với tỉnh biết làm chẳng khó, chứ có gì đâu khó. Nếu lặng tâm, quý vị lặng tâm xuống đi. Lặng tâm đừng chạy theo vọng tưởng nữa. Trở về nơi thanh tịnh. Thì tỏ ngộ đạo màu, tỏ là sáng, ngộ là gặp đạo. Cảnh dương gian mới muôn thảm ngàn sầu, ngó dạng giặc đài lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào. Ai biết đường thì hãy sớm tẩu đào. Tẩu đào là chạy trốn đó nha quý vị. Kiếm đạo lý mà nhờ mà nhỏi. Kiếm đạo lý là tu đó. Rồi chịu cay đắng tu hành mới giỏi, ta thương đời mới len lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ăn cần, nói theo Chí Thích Ca ngày trước. Câu phú quý ngài không màng ước, chữ bồ đề như cội bá tòng. Ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được định chừng diệu quả. Lời thuyết pháp cũng vì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thịnh. Hạt mùa tiết giống kia bắt lựng, thải mọc mầm chỗ lá mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tặng đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Đạo với lý từ đây nhiều chỗ, quý vị nhớ câu này nha. Phải lọc lừa cho kỹ mà nhờ, chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ, thì mới được thăng sao cao quý. Bởi vì bây giờ đạo tà mọc lên như nấm cho quý vị hay nha. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Vì yêu văn ta kể ngọn ngành, phiên lê thứ mà làm lành mà tránh. Cảnh niết bàn là nơi cứu cánh, về chốn ni mới xa lánh hồng trần. Dầu không siêu cũng đặng về thằng, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Chừng lập hội biết ai còn mắt, giờ chưa phân chưa biết chánh tà. Ta vì dân sắc lệnh ngọc tòa, đền linh khú sơn trung chịu mạng. Bởi vì Đức Thầy dân cái sắc lệnh ở đền linh sơn khú hồi xưa của Đức Thích Ca đó nha quý vị. Nền đạo đức ta bài quá cạn, mà dương gian còn gạn danh từ, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười. Khóc là khóc thương người ngu muội. Ngu muội không biết gì trơn. Không tin. Thấy điên khùng làm như sắc nguội, chẳng tranh đương nó lại khinh khi. Ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thế quá. Tranh với lận đặng dành cơm cá, khuyến dụ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không mới hưởng của quạnh tài, để khốn khổ mà ai trói kệ. Cho nên để đọc lại từ câu rồi thành ra để chỉ cho bà con mình thấy. Chứ bà con mình tôi thấy đọc giảng tối ngày nghe chứ cũng không có hiểu nổi đâu. Bởi vì cái tâm mê của quý vị nó còn nặng quá thành ra. Thành ra không có hiểu nổi. Cho nên để nói một khúc nữa đặng kết luận.
Trời sáng ra rồi mới kế lại thấy chưa? Năm cũ đó rồi qua năm mới. Quý vị thấy giờ Tết thì lát Tết liền 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 như không biết. Nhanh nó nhanh. 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chóng đổi thay. Chữ phù văn phú quý nay mai lưng với chuyển giờ qua đổi lại. Cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bành, đời hạ nguyên hay chết tuổi sanh, như thở trước nhân hồi còn trẻ. Quý vị thấy bây giờ lật ngang chết nheo trơn, quý vị thấy không? Cỡ nào cũng chết được trơn. Miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bằng hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong thần tại thế. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn, ra kệ này hai chữ bảo an, cho trần thế được tâm thanh tịnh. Ngọc báu quý ẩn trong Nam đỉnh, muốn tìm kim đáy biển gắn công, thấy dân tình luôn những ước mong, gặp giống tốt hãy mau cài cấy. Ai có nói ta là người quấy, ta cũng cam bụng chịu tiếng lời, tỏ ít câu cầu chúc cho đời, mong bá tánh vạn dân giải thoát. Đến đây cũng xin kết thúc cái đề này, rồi cầu chúc cho cô bác anh chị em trong nước và ngoài nước có quẩn dở cái cuốn quyển tư ra, quyển 3, quyển 2, quyển nhất, quyển 5 rồi xem lại từ câu. Mình coi mình xem lại từ câu mình mới hiểu nha, chứ quý vị đọc suông suông hoặc quý vị nghe máy đó là quý vị hiểu không có được, quý vị buồn ngủ rồi quý vị lát ngủ luôn không có hiểu. Thành ra bữa nay Nguyễn Lãnh đi nhắc lại cho quý vị, rồi quý vị ráng tỉnh lại. Rồi tới đây hết, xin cầu chúc cho quý vị được tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly, và cầu nguyện cho quý vị được hưởng một công đức, rồi được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, chuyện lành đem đến, chuyện dữ đem đi. Và cầu chúc cho quý vị mưa thuận gió hòa, được no cơm ấm áo nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.